trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở. Hỗ trợ tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú. Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế. Phòng riêng, nếu không bố trí được thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình.